Hello, xin chào các bạn lại đến với kênh Bếp Chibi Vlog nha. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem những đơn hàng cực kỳ dễ thương của các bạn đã đặt ngày 27 tây tháng 9 năm 2022 nha. Đầu tiên, My Trần ơi, đơn hàng của bạn My Trần ở Bạc Liêu 90.000 đồng, tiền ship về Bạc Liêu là 33.000. Yeah, ta thấy gì chưa? Lấp lánh luôn nha. Và đây là những cái sticker hologram. Bạn rất là yêu thích sticker hologram nè. Đó, cho nên Toán là chọn sticker hologram thôi đó các bạn. Có 3 tấm, 2 tấm này 16.000 nha. Còn cái tấm này thì có giá là bao nhiêu? 25.000. Rồi chúng ta cùng xem nè, tấm sticker 16.000 này. Đó, đẹp chưa? Có cả bạn trai, bạn gái. Và đây là một bộ sticker chuyên về đồ dùng nhà bếp nè. Đó, có đồ ăn rồi nè, rồi có mũ của đầu bếp nam, đầu bếp nữ. Rất là đẹp luôn. Ở phía sau nè, đó, dễ thương ha. Rồi, một bộ sticker hologram nữa nha. Một cô gái nè, cột tóc hai chùm. Rồi đến là hai cô này. Là một chiếc váy cực kỳ xinh đẹp luôn. Đó, chúng ta dễ dàng để tạo nên một câu chuyện về công chúa đó, với chiếc váy tuyệt đẹp luôn nha. Rồi, còn cái này là sticker mùa đông đó các bạn. Đó, trùng hợp là chúng ta cũng sắp đến mùa đông rồi đó. Các bạn biết đâu cũng có thể tham khảo được những cái kiểu này ha. À, những cái kiểu trang phục này nè. Rồi mình đi lựa đồ, mua đồ hoặc là may đồ. Đó, xinh thật là xinh luôn. Những chiếc áo choàng hình mèo meo meo, gấu panda. Rồi những bộ đồ ngủ nè, siêu xịn sò luôn. Lại có đồ dùng học tập nữa. Ở phía dưới nè, trời ơi, chị thích bộ đồ ngủ này lắm luôn nha. Ước gì có được cái bộ này hay là mình sẽ đi may giống vậy ta. Đó, rồi những bạn búp bê sticker nữa nè ha, rất là xinh đẹp luôn. Mỗi nàng một kiểu dáng khác nhau. Ôi, ở phía sau có khu vườn quá đẹp nha. Tiếp theo, xin chào Duy Tài, đơn hàng 134.000. Bạn Duy Tài ở Đồng Nai, đơn hàng của bạn 134.000, ship 33.000. Và đây là tổng thể đơn hàng của bạn nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh đã là hai hũ slam chuối và kiwi nè nha. Màu xanh và màu vàng, nhìn nó rất là đẹp luôn. Chị sẽ mở thử bên trong cho các bạn xem cái chất của hũ slam này nó như thế nào nha. Nó rất là dẻo luôn nè, thấy chưa? Đó, đó, để cho các bạn kiểm tra. Rất là đẹp luôn và chỉ có 5.000 đồng một hũ như thế này. Đây, sẵn rồi mình sẽ xem luôn cái chất slam của cái hũ xanh thì nó có giống không ha. Đây các bạn, dẻo và mát tay lắm luôn nha. Bảo đảm là rất là thích luôn, có 5.000 đồng thôi. Các bạn cũng có thể dùng để vệ sinh bàn, học, đồ đó. Rất là sạch luôn á. Chị hay lấy là dùng để vệ sinh máy tính đó các bạn. Rồi, đây là một bịch brush nè. Đó, 5.000 đồng nha. Các bạn có thể tự tạo slam. Rồi, còn đây, một hũ slam may đó các bạn, 30.000 đồng. Và cũng như bên kia thì chị sẽ kiểm tra chất slam cho các bạn nha. Đây nè, nó rất là mát tay luôn nha. Và các bạn kéo càng nhiều á, thì một hồi nữa nó mới ra được may. Đó, đây nè, thấy không? Đây nè, đó, cái chất slam đó, nó dẻo, nó mới kéo được cái sợi như thế này nha. Nó phải dẻo thì nó mới kéo được cái sợi như vậy đó các bạn. Đây, một hũ này là 30.000 đồng. Đó, và không hề dính tay luôn các bạn thấy không? Không dính tay nha. Quá tuyệt vời. Tiếp đến thì sẽ là hai tấm sticker lụa nè. Đó, một bên đó là hình của cô gái đang múa và đàn rồi tùm lum hết luôn. Bên đây là một chàng anime rất là đẹp trai, bầu trời rồi mặt trăng rồi nữa nè. Và cái sticker lụa này có giá là 8.000 đồng một tấm nha. Đây 8.000 tấm. Và hồi nãy chị sót nha, thì bạn Duy Tài á là còn có thêm một bịch tuyết nữa nè. Đó, bịch tuyết này có giá là 10.000 đồng và một combo để làm slam. Đó, combo này là 30.000 ha. Nó có cả xốp nè, rồi keo sữa, rồi hương, rồi màu, rồi keo trong, kim tuyến, rồi cái này là đất sét Nhật, đồ đầy đủ hết luôn để các bạn có thể làm được 5 loại slam khác nhau đó. Quá rẻ ha. Và tiếp theo một cái tên hết sức là dễ thương, đó là bạn Như Ý. Đơn hàng của Như Ý ở Quảng Trị là 261.000 nha. Ship về Quảng Trị cũng chỉ có 33.000 thôi đó các bạn ơi. Yeah, và đây xin giới thiệu với các bạn là một đơn hàng hết sức là thú vị luôn nha. Với rất là nhiều cái đồ dùng mà một hồi nó chỉ giới thiệu cho các bạn, thì các bạn sẽ cảm thấy hết sức là thích thú luôn. Giá thì lại rẻ nữa. Wow, công nhận là bạn này á hả, rất là thông minh luôn á nha. Đặt đơn hàng mà chị cảm thấy rất là ưng ý và dễ thương luôn á. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem nha. Đầu tiên thì bạn mua là hai bộ móng tay luôn. Và mỗi bộ như vậy thì là 8.000 đồng nè. Đó, nó sẽ có keo, rồi có những cái hạt nè mình đính lên rất là đẹp.
Và thật ra đó là bạn đặt tới 3 bộ lận nhưng mà còn có 2 bộ thôi. Thì lấy cho bạn 2 bộ nha. Và 2 bộ tuy là nó có sự giống nhau nhưng mà không phải đâu, không giống đâu. Vì các bạn biết sao, mình có thể trang trí khác nhau, mỗi lần mình sẽ trang trí một kiểu khác nhau mà. Nó còn đính thêm cái này nè. Cho nên á, mỗi một lần mình trang trí là một lần mình rất là sáng tạo luôn nha. Hy vọng rằng với bộ móng tay này thì bạn Như Ý sẽ phát huy được khả năng sáng tạo trang trí móng tay đỉnh 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 thật đỉnh của mình nha. Tiếp đến, xin chào mọi người nha. Và đây là sổ hình dáng sticker lấp lánh kim tuyến rất là đẹp luôn. Và mỗi quyển sổ như thế này á, thì chỉ có là 5.000 đồng thôi. Chị sẽ mở ra kiểm tra cho các bạn xem ở bên trong cái sổ 5.000 thì nó sẽ như thế nào nha. Đây, đó, những chiếc váy nè, lấp la, lấp lánh kim tuyến luôn. Thấy không? Nó có kim tuyến nữa nha. Và có rất là nhiều bạn sticker ở đây, hai bạn. Wow, chiếc đầm đỏ đẹp quá. Rồi đây nữa nè, đó, hai bạn nữa. Và ở bên trong các bạn thấy không? Trời ơi, quá trời nhiều luôn nha. Và những bộ váy nè, trời ơi, có cả váy cầu vồng nữa nha. Đó, siêu xịn luôn, siêu đẹp luôn. Và rất là nhiều ha, có 6 tấm luôn. 5.000 đồng thôi, có tới 6 tấm. Và rất là nhiều cô gái sticker ở trong đây. Rồi, chị sẽ mở tiếp rồi hồi chị đóng lại nha. Mở cho các bạn kiểm tra bên trong thôi, chứ để về không có rồi sao, đúng không? Đây, trời ơi, là sticker tiên cá nữa. Wow, vừa có tiên cá, nói chung là nhiều nhiều loại lắm. Đây, được cái này 5.000 là nhiều lắm luôn các bạn. Đây ha, 8 tấm luôn nha. Đây nè, một tấm nè, thấy không? Đó, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đây là một tấm nè, rồi đây là thêm một tấm nữa nè. Như vậy là có tới là 8 tấm luôn nha. Và đây là của cái này. Rồi, cái này kiểm tra luôn cho các bạn xem nè. Mua hàng ở shop FGB là các bạn yên tâm nha, được kiểm tra hàng. Và hàng nhà mà chị quay như thế nào là về nhà là sẽ y như vậy luôn á, không có khác cái gì hết trơn á nha. Và quay thực tế, không có ảo gì hết á. Đây, đẹp lắm. Đó, những bộ đồ ngủ rồi ha, có trang sức phụ kiện đồ nữa nè. Một tấm nè, rồi một tấm này nữa. Trời ơi, có 5.000 thôi mà đẹp quá các bạn ơi. Đó, đây nha, quá đẹp. Xong rồi thì chị sẽ xếp lại cho bạn, kiểm tra cho bạn xem thôi. Đó. Yeah, và đây nè nha, bạn còn có mua thêm đó là 3 cái trang trí móng tay. Mỗi một cái như vậy thì là 5.000 nè ha, nó sẽ có hình hoa nè. Ở bên đây thì là hoa trắng nè, hoa giống hoa mai trắng vậy đó, và nơ. Đó, rồi ở đây nè, thì sẽ có hình của những chiếc giày và những cái hoa văn và có cả chữ ở trên nữa nè, hoa hồng nữa. Rất là đẹp luôn. Thì với những cái sticker này các bạn có thể dán trực tiếp ở trên móng tay. Hoặc là hồi nãy á, bạn đó là có mua cái móng tay này nè, mình cũng có thể tháo và dán trang trí thêm ở trên đây nữa nha. Đó, cho nó sinh động và nó lạ đẹp hơn. Đó, 5.000 tấm thôi, tha hồ dán luôn. Còn bây giờ các bạn xem nè, xinh xinh, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Và đây là những cái đôi bông nha, đôi bông chữ nè, chữ Y, chữ B, chữ M. Và thêm một chữ, một cái nhẫn nữa. Đó, chữ Y luôn. Và tất cả những cái này đều là 5.000 hết á các bạn ơi. Ê, 3.000 chứ. À, 3.000 là cái nhẫn nè, chị lộn nha các bạn. 3.000 là cái nhẫn chữ Y nha. Còn đôi bông thì là 5.000 một đôi nè. Đó, rất là đẹp luôn á. Có kèm thêm cái này để cho các bạn đính ở tay nè ha. Đây, đó, rất là xinh luôn. Nhỏ nhỏ nhưng mà đeo lên thì nó rất là cá tính. Yeah, và đây, thấy gì chưa? Những bức tranh tô bằng màu nước nè, có cả cây cọ nữa. Chúng ta sẽ vẽ theo cái hình mẫu mà người ta đã giới thiệu sẵn nè, mình tập vẽ theo. Hoặc là các bạn có thể sáng tạo vẽ theo kiểu khác thì vẫn ok nha. Đó, nó có tới 2 hình luôn. Một bức tranh, một cái bộ như vậy là sẽ có hình ở phía trước nè, sẽ có hình ở phía sau nè, có màu nữa. Mà giá thì rất là rẻ luôn nha các bạn, chỉ có 7.000 đồng thôi. Và đây là bức thứ nhất nè. Bức thứ hai là hình của cô gái và hoa hồng ở phía sau. Trời ơi, nè, công chúa đang ẵm một bé mèo dễ thương nha. Đây nè, mèo tiểu thư luôn á, rất là đẹp. Rồi, còn đây thì là chú ngựa pony. Trời ơi, tô màu lên được như vậy chắc đẹp lắm luôn á nha. Để thử xem là bạn Như Ý tô màu có đẹp không thì chụp hình gửi cho các bạn xem nha. Rồi, ở đây nữa là một cô gái cài nơ hồng. Đó, thắt bính nè, cũng cực kỳ xinh luôn các bạn ơi. Mà với cái bộ tô màu này nè, chúng ta sẽ luyện được cái tay của mình nó khéo léo hơn. Và cái khả năng sáng tạo, cảm nhận màu sắc rồi đó, rất là tuyệt vời. Rồi, và tiếp đến thì sẽ có gom. Đó, gom này nha. Hôm bữa không biết chị có nói lộn không, mà gom đôi dép này là 6.000 đó các bạn. Đó, nó rất là đẹp luôn nha. Gom dép panda, thấy chưa? Một con panda nè, có hình đôi dép nè, cực kỳ dễ thương. Rồi thêm một đôi dép trái cây nữa. Đó là dưa hấu nè. Đó, rất là đẹp luôn. 6.000 một đôi thôi, nó được 2 cục gom luôn nha. Và
vừa đẹp vừa dễ thương với những đồ dùng học tập như thế này á, thì mình sẽ yêu thích học tập và học tập cảm thấy thật là thoải mái và đơn giản, đúng không nào? Rồi bạn còn có mua cái gom này nữa nè, đó là gom cây kem đó các bạn, cây kem dưa hấu nha, đẹp quá. Với những cái đồ dùng học tập này á thì đi học cảm thấy thật sung sướng luôn á, sướng nhất là đi học luôn á. Vừa có bạn bè nè, vừa có những cái đồ dùng học tập siêu dễ thương giống như là đồ chơi vậy đó, thấy không? Rất là tuyệt vời, vừa chơi vừa học nha. Chúc các bạn học thật là tốt với những cái đồ học mà nó tuyệt vời, nó đẹp như thế này luôn á. Đây, 5.000 một cục, cái này thì 6.000. À lộn nha các bạn, cái này là 9.000. Trời ơi, 9.000, chị bị lộn rồi. Nó hai cây kem nó to đùng luôn hơn cái này mà sao mà bằng giá được, đúng không? Cái này thì 5.000 nha, còn hai cái này 9.000 đó các bạn. Có hai cây kem để nhâm mi lúc học. Rất tuyệt. Tiếp theo là cơm sọt rác nha, cơm sọt rác siêu dễ thương luôn, 5.000 đồng thôi các bạn xem nè, ở bên trong nè, quá trời cục cơm nha, mỗi cục cơm nó nhỏ nhỏ xinh, bạn đặt hai hộp nhưng mà shop chỉ còn có một hộp thôi, cho nên là lấy cho bạn một hộp ha, rất mong là bạn sẽ thông cảm nha. Đó, các bạn thấy chưa, bạn Như Ý đặt đơn hàng quá dễ thương. Tiếp theo còn có hạt nở nữa nè, đó hạt nở đó, nó ngấm hút nước rất là nhanh nha, cho nên là các bạn bỏ vô nước rồi chờ nó nở ra, sau đó mình có thể bỏ vô trong cái bồn cây á, vừa đẹp mà vừa có thể là giúp cho cây nó có nước nữa đó các bạn. Đó, rất là tuyệt vời, và nó có giá là 3.000 một bịch thôi, đẹp lắm luôn, và nhớ là không có ăn được nha các bạn. Wow, còn đây là gì vậy ta? Đây chính là chanh gấp ghép nha. Chanh lắp ghép này á là 5.000 đồng. Đó, chỉ có 5.000, các bạn có thể chơi một trò chơi hết sức là sáng tạo. Mình sẽ tháo ra, sau đó mình sẽ ghép lại hình công chúa và nó đều như thế này luôn. Và chúng ta có thể mở cuộc thi xem ai là người lắp ghép nhanh nhất nha. Đây, bên đây thì có Elsa và Anna nữa nè. Hai bức tranh 10.000, tha hồ chơi, tha hồ sáng tạo, trí nhanh, trí thông minh á. Ping pong, còn đây là gì đây? Đây là bộ thước thông minh nha, hai cây mà nó có 10.000 à, trời ơi, tính ra là có 5.000 đồng một cây thước thôi đó các bạn. Và với bộ thước này hả, học cũng dễ mà vẽ cũng dễ mà chơi cũng dễ ha, vừa học vừa chơi vừa sáng tạo luôn đó, một công đôi ba chuyện mà chỉ có 5.000, hai cây 10.000, sao mà nó rẻ dữ vậy? Mình có thể vẽ được cái hình hộp rồi nè, công nhận là chị phải nói luôn các bạn, Như Ý chọn đồ ha, vừa rẻ mà lại vừa rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây nè, hai mấy cái con vật đồ nữa nè, nhìn thấy không, thấy rõ không đó, hình trái tim, con chim đồ. Còn đây là vẫn là cái thước nha, học được luôn nha, cái thước đo độ đó và cái thước đo đường thẳng nè. Rồi trong quá trình học mà cô có kêu mình vẽ những cái hình gì thì ở đây nó cũng có sẵn luôn, rất tiện lợi, thông minh. Đây nữa, trời ơi, thấy chưa, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình là hình thang, hình elips, rồi hình ngôi sao, tam giác, rồi hình đủ hình luôn á, hình gì cũng có luôn á nha, đẹp quá ha. Trái tim nào nè, mặt trăng rồi nữa, hai cây 10.000, thiệt luôn á, rẻ thiệt luôn á, mua để đi học là rất ok. Đây, còn đây nha, là tranh cát nữa nè. Tranh cát là giúp cho các bạn biết sao hôm khéo léo cái tay mình khuội ra và chế cát sao cho nó đều ha. Đó cũng là một phần sức để luyện đôi tay càng ngày càng khéo léo hơn. Đó, một bức tranh ở phía sau có cát, gọi là tranh cát, hình của một bạn trai, bạn gái, rồi một chiếc máy bay để đưa chúng ta đi chơi. Thì mỗi bức tranh cát như thế này có giá chỉ có 4.000 thôi. Trời ơi, thấy chưa, rẻ chưa. Tiếp đến, đây, bạn Như Ý chị nghĩ rất là khéo tay luôn nha, cho nên là bạn ấy còn mua thêm là cái bộ giấy xếp sao nè. Đó, để bạn ấy sẽ xếp sao may mắn đó, các bạn bỏ vào hũ á, để đem đến sự may mắn cho mình. Mình cầu nguyện cái gì đó mình xếp hết cái sao này là nó sẽ thành sự thật đó các bạn. Người ta nói vậy đó, là nó sẽ rất là may mắn nè. Và lại, tức là tạo được cái sự kiên nhẫn cho các bạn nha. Với cái trò chơi này nè, chúng ta sẽ học được cách mà kiên nhẫn và sự khéo léo của đôi tay. Đó, ở bên trong nó lại còn có cái băng keo nữa nè, siêu đẹp luôn nha. Đó, hình vũ trụ, bầu trời, hình cung hoàng đạo rồi nè. 26.000 đồng để học tính kiên nhẫn và khéo léo, cũng như là sẽ đem đến vận may cho các bạn. Quá rẻ luôn. À, chị để ý nha, có thêm một tấm sticker lụa trên nữa nè. Bây giờ chị mới phát hiện ra có thêm sticker lụa trên nữa đó nha. Nè, hình của cô bé nè, cái xương rồng nè, rồi cái tủ sách nè. Trời ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Và bạn còn có mua đó là cái gì, chén nha. Đây, hai bộ chén nè, mỗi một bộ như vậy thì là 5.000 đồng đó. Có chén, có ly, có tô, đồ đầy đủ hết luôn, những cái đồ dùng mini cho búp bê đó. Còn đây thì là hai cái băng keo cá nhân nha, mỗi một cái như vậy thì 5.000. Và thường thì bên trong nó sẽ có là 5 hình khác nhau như thế này nè. Đó, cũng là cô gái nhưng mà cô gái ở nhiều thành phố khác nhau nè, cái cảnh ở phía sau rất là khác ha.
Còn đây, các bạn biết là gì không? Đó, có ai biết là gì không? Nó chính là mộc in nha. Mộc in mà nó có khắc hình nè ha. Hình ngôi sao, hình bông hoa, hình bàn tay. Rồi có mực in nè. Mà chỉ có 5.000 thôi. Chơi trời ơi, đủ hình hết luôn. Như bên đây là có thêm bánh kem. Đây này nha. Đó, các bạn thấy không? Đầy đủ hết các hình luôn. 5.000. Ở bên đây cũng vậy. Hay có trái dâu luôn. Và chỉ có 5.000 thôi, chúng ta sẽ có mộc in đánh dấu lên trên tay, trên cái nào mà mình muốn đánh dấu là của mình á. Ví dụ như là quyển tập đó, mình đánh dấu lên cái là biết cái quyển tập này là của mình liền ha. Ok, ten ten. Và Như Ý còn có mua đó là 3 quyển sổ tô màu nữa nha. Đây, giới thiệu với các bạn, quyển thứ nhất Elsa và Anna, quyển thứ hai đó là gia đình phép thuật, quyển thứ ba là những nàng thời trang cực kỳ xinh đẹp. Đó, chúng ta sẽ mở sơ cho các bạn xem. Đó, có cả sticker ở bên trong luôn, tha hồ mà tô màu nha, sáng tạo thời trang đồ. Đó, mà có 5.000 thôi, bạn này lựa cái gì cũng đẹp và cũng rẻ hết. Yeah, và bạn có mua thêm cái này nữa nè, là giấy NOS 16.000, cho nên tổng đơn hàng của bạn chị sửa lại nó là 277.000 nha. Và đây là cái bộ giấy NOS có giá là 16, chị sẽ mở ra kiểm tra sơ cho các bạn xem ở bên trong của nó sẽ như thế nào. Đây ha, thì ở phía trên này nó sẽ là phần keo, các bạn viết cái gì vào đây nè, đó, viết xong rồi á thì mình sẽ giật ra và dán lên ha. Hình thì rất là đẹp luôn, rồi data ma ăn cá ăn sandwich. Trời ơi cái đít, trời ơi cái đít. Rồi hả, làm bếp nè, rồi đang chùi miệng hả ta, và đang chơi thú nhồi bông. Và đây là một cái tấm sticker lớn nha. Ấy lộn, phải sticker, là cái giấy note lớn nha, thì các bạn có thể là mở ra và dán. Đó, rất là tuyệt vời luôn, 16.000 chắc dán được lâu lắm á các bạn. Mình có thể dán ở trên bàn học là mẹ ơi bữa nay con đi học sớm, mẹ ơi bữa nay con đi học về hơi trễ, ngày mai là mình sẽ thi môn đó, ngày mốt là mình sẽ đi sinh nhật của bạn. Hoặc là mình cần có cái gì mình ghi lại đây để nhắn nhủ với bạn bè và ba mẹ thì nó sẽ rất là tuyệt vời. 16.000 để không bao giờ quên một cái gì hết nha, bởi vì nó đã có giấy note nhắc nhở. Và tiếp theo thì sẽ là đơn hàng của bạn Nguyễn Thảo nha, 206.000 đồng. Và đây là đơn hàng của bạn, một bạn mà rất là thích sáng tạo câu chuyện, và bạn đã mua sticker cũng như sổ sticker để chuẩn bị trở thành một nhà sáng tạo câu chuyện và nhà thiết kế thời trang sticker nha. Đây, các bạn cùng xem bạn ấy mua những gì. Đó là những tấm sticker siêu xịn và siêu đẹp của shop. Đây, sticker dẻo. Đó, sticker dẻo cổ trang với rất nhiều những cái bộ đồ nè, vương miện đồ nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp hết sảy luôn á, chứ ở đó mà không đẹp, đúng không? À, rồi ở phía dưới đây, thấy gì chưa? Màu hồng và màu tím là tông màu chủ đạo của sticker nha. Đó, những chiếc váy này có hoa đào ở trên nữa. Wow, rất là đẹp luôn. Các cô gái nè, dịu dàng ha, đầm thắm nha. Đây, ở phía sau có hình luôn nè ha, rất là đẹp nha. Và sticker này là 30.000 đó các bạn. Nó dẻo chơi đã lắm luôn á. Rồi cái này cũng là 30.000 đồng luôn. Sticker dẻo mà dẻo 2 tầng luôn nha. Đây, tầng trên dẻo, tầng dưới dẻo. Tầng trên á, thì nó lại có thêm cái kim tuyến lấp la lấp lánh nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đây, tha hồ nha, bạn muốn tạo câu chuyện gì cũng được. Các bạn có thể vào kênh 1001 câu chuyện để xem và tham khảo ha. Đây, đó, xinh đẹp chưa? Chiếc váy Galaxy rồi nè. Đó, 30.000. Rồi, cái này thì màu hồng. Trời ơi, chiếc váy như một bông hoa đang tung toe, tung xòe ra vậy đó. Ha, cái này cũng là cái loại ở trên mà có viền kim tuyến nè, kim tuyến vàng á. À, giống như câu chuyện vườn nho phải không ta? Chị thấy cái bạn này nè, bạn mèo này nè. Đó, bạn mèo này nè, hình như là câu chuyện vườn nho bí mật á. Câu chuyện này cũng khá là hay, cũng là 30.000. Rồi đến là sticker này cũng 30.000 luôn nè. Như vậy là bạn mua 4 cái nha, 4 cái sticker 30.000, cái nào cũng đẹp hết luôn. Và một cái quyển sổ, đây, quyển sổ lò xo 56.000 nè ha, nó sẽ có lò xo, có hình nè, đó, hình rất là đẹp luôn và nó dày lắm nha, các bạn xem nè. Đó, nó bằng với cái khổ A4 á, thì chúng ta sẽ tạo câu chuyện nó rất là dễ dàng và mình có thể lật lại để xem cái kỷ niệm và mình đã tạo được bao nhiêu câu chuyện ha. Và đơn hàng của bạn Nguyễn Thảo thì đến đây cũng đã kết thúc rồi nè. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích các đơn hàng của các bạn nha. Mà không biết là thích đơn hàng nào nhất nữa, thích đơn hàng nào nhất thì comment ở phía dưới ha. Còn video thì kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đừng quên là bấm like và đăng ký thành viên kênh WGB Vlog để ủng hộ chị nha. Còn muốn đặt hàng á thì dễ lắm, chỉ cần gọi 0937899707 để đặt hàng, hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook Béo KB 0937899707 để đặt hàng luôn nha. À, có một vấn đề nữa chị muốn nhắn nhủ đến các bạn, đó là hiện tại là
theo như chị đọc coi tivi rồi á, thì là bão á, cơn bão Nehru phải không ta, nó đã vào tới miền Trung rồi, thì không biết là tình hình ngoài đó như thế nào. Rất mong là các bạn sẽ tuân thủ theo cái quy định của nhà nước mình á, là không có ra đường, rồi để tránh những cái rủi ro của bão á, đặc biệt là các bạn ở miền Trung, mà các bạn ở Đà Nẵng thì phải, hình như tâm bão vào Đà Nẵng á. Rồi các bạn không có đi học quá, phải nghỉ học trong mấy ngày này nè, thì mình ở nhà cố gắng ha, luyện bài rồi thật tốt. Hoặc là nếu có thì thể thì nếu có chơi thì cũng tìm những cái đồ chơi nào mà nó sáng tạo rồi đó. Đừng có ôm điện thoại nhiều thì ba mẹ la nha. Còn video thì kết thúc rồi, hẹn gặp lại ở video sau. Yêu các bạn nhiều, chúc các bạn nhỏ của chị luôn học giỏi và luôn mạnh khỏe, vui vẻ nè.